Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh trên NCT. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 3 và hôm nay con lên con giới thiệu với tất cả cô chú anh chị đó là một cái lô linh sam song hình. Đó. Thì lô song hình này thì con nuôi đế được cây rất là đẹp nha. Cây bự cỡ ngón giò cái trở lên ha. Và nuôi rễ đồ rất là đẹp nè, và cắt một cái dáng bonsai sẵn rồi nha cô chú anh chị. Cây lên chi tàn cực kỳ nhiều. Cái này về cô chú anh chị mình có thể là uống ra một cây bonsai mini liền mình chơi luôn ha, hoặc là mình chơi một cái tông, nói chung là chơi theo ý thích của cô chú anh chị đó. Thì cây nào cũng nuôi rễ hết, thì cô chú anh chị cứ liên hệ con điện video trực tiếp, thích cây nào lấy cây đó, giá từ 230.000 một cây trở lại, còn không thì con sẽ lên clip từng cây cụ thể ha. Và đây là bông của mấy em linh sam song hình nha, nó linh sam song hình và linh sam siêu bông là bông rất là đẹp luôn. Đây nè, bông rất đẹp nha chứ không phải xấu nha. Rồi đây là lô linh sam nha nè, đó đây là lô linh sam, còn bên đây là sam trái, loại sam trái bên đây là quắn quái đồ hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Cây thuần chậu từ nhỏ đến lớn nên cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Quắn quái mini nè, gốc cỡ ngón tay cái trở lại ha. Quắn quái vậy nè, trời ơi quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Quắn quái và được làm một cái tàn tròn mini nha. Cái này về mình làm mấy cây bonsai vô chậu, lên chậu cái là cực kỳ đẹp. Cái lô này thì giá từ 250.000 một cây trở lại nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị yêu thích thì liên hệ con số điện thoại trên tiêu đề nha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem ạ.